Chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo ra một hình nền máy tính đẹp sử dụng Canva. Và đây chính là thành quả của mình. Chúng mình sẽ cùng bắt đầu nha. Hôm nay thì mình sẽ cùng muốn có một cái hình nền với gam màu chủ đạo là màu nâu, mang hơi hướng vintage. Vì vậy thì mình sẽ tìm kiếm trên trang chủ cụm từ khóa Brown Aesthetic Desktop Wallpaper. Nếu các bạn muốn tìm các hình nền với màu chủ đạo là các màu khác thì các bạn có thể thay thế từ brown bằng các từ khác, ví dụ như là pink, blue, green hoặc là bất cứ màu gì mà các bạn thích. Với mình thì việc sử dụng một từ khóa đủ tốt giúp bạn tiết kiệm từ 30 đến 50% khi các bạn thiết kế trên Canva. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây chúng ta có rất là nhiều mẫu mà chúng ta có thể sử dụng. Các bạn có thể sử dụng luôn các mẫu này, hoặc là sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từ những cái hình nền này các bạn có thể sửa lại một chút để phù hợp với nhu cầu sử dụng của các bạn. Hoặc là chúng ta có thể kết hợp giữa nhiều các cái mẫu thiết kế với nhau để tạo ra một cái hình nền mà ưng ý nhất. Ở đây các bạn để ý nhé, với những cái bản mà ghi là Pro này thì các bạn cần phải nâng cấp lên Canva Pro thì mới có thể sử dụng được. Đó. Ngoài ra chúng ta có rất nhiều mẫu miễn phí khác mà chúng ta có thể sử dụng. Với một số mẫu khác, ví dụ như mẫu này đang yêu cầu là trả phí, tuy nhiên thì chúng ta có thể sử dụng được nha. Mình sẽ ấn vào tùy chỉnh mẫu này. Đây, mẫu này thì có cái hình nền đang có chữ Canva này. Nếu các bạn muốn sử dụng mẫu này ấy, thì chúng ta sẽ chỉ cần thay đổi cái hình nền này là được. Bây giờ thì mình sẽ tìm thêm một số hình mà mình thích nữa nha. Mình thấy hình này có cái background khá là đẹp này. Mình sẽ tùy chỉnh mẫu này tiếp. Rồi. Như vậy ở đây mình đã có 3 cái hình. Mình sẽ thiết kế một cái hình bìa dựa trên 3 cái hình này nha. Mình đang thấy là cái màu hình nền của cái hình này khá là đẹp này. Đâu đó thì mình sẽ sử dụng nó thay cho cái hình nền bên dưới này. Rồi, các bạn sẽ ấn vào thêm trang. Các bạn có thể copy cái hình nền ở cái mẫu này sang bên đấy nha. Chúng ta sẽ chọn vào cái hình nền này này. Ctrl C là copy. Sang bên trang này chúng ta sẽ chọn Ctrl V. Đó, mình đã có một cái hình nền vào cái trang này rồi. Tiếp theo thì các bạn có thể copy toàn bộ những cái yếu tố ở trên cái hình bên trên xuống cái hình bên dưới. Chúng ta sẽ kéo chuột chọn toàn bộ. Sau đó ấn chọn Ctrl C. Sau đó xuống bên dưới Ctrl V. Đó. Chúng ta đã có một cái hình mới. Mình đã thay cái nền bên trên là cái nền mà phải trả phí bằng một cái nền khá là đẹp ở phía bên dưới. Sau đó thì mình có thể tùy chỉnh tiếp nha. Đó, vừa nãy thì mình để tạo một cái hình nền màu nâu. Tuy nhiên thì bây giờ mình thấy cái màu hồng này cũng khá là đẹp. Thì chắc mình sẽ để màu hồng này luôn đi. Sau đó thì mình sẽ thêm các cái hai cái yếu tố bên ngoài này vào. Ctrl C này. Sau đó ấn chọn Ctrl V ở đây. Hai cái hình này ấy, đáng nhẽ là phải ở sau nền cơ, nhưng mà mình vừa copy sang nên là nó đang ở phía trên. Vì vậy thì mình sẽ ấn chuột phải chọn vào lớp và ấn chọn là lùi về phía sau. Đó. Kéo lũi ra thế này. Cái này cũng tương tự như vậy. Lớp, lùi về sau. Đó, mình sẽ đổi màu cho một số cái khung này để cho nó nổi bật hơn nha. Mình nhận thấy là đây là transparency, độ trong suốt của nó đang khá là nhiều. Mình sẽ đẩy nó lên. Đẩy nó lên. Đẩy lên cỡ đi. Đó, ở phần này thì mình sẽ muốn thay đổi cái kiểu chữ của các tiêu đề này. Mình sẽ đổi một cái phông chữ khác nha. Mình khá là thích các cái phông chữ viết thay, vì thế mình sẽ tìm cụm từ là handwriting. Ở đây thì có các mẫu chữ viết tay mà mình có thể sử dụng. Mình sẽ sử dụng mẫu này. Dancing sport. Tăng độ lớn của cái chữ này lên khoảng 40 đi. Tương tự như vậy thì mình cũng sẽ sử dụng cái mẫu chữ này. Dancing sport. Cỡ là 40. Rồi.
Mình sẽ cho quả ba bé lại một chút. Đó. Cho nó đậm màu lên một chút. Bây giờ thì mình sẽ copy thêm một số thành phần ở cái trang bên này vào. Bây giờ mình khá thích hai cái lá ở đây, vì vậy mình sẽ copy hai cái lá này vào nhé. Mình sẽ ấn chọn này, nhấn giữ phím Shift, chọn cái lá còn lại, ấn Ctrl C, di chuyển sang trang bên này. Mình ấn Ctrl V. Rồi, bây giờ mình sẽ điều chỉnh vị trí của hai cái lá này. Cái lá này thì mình sẽ để cho nó đè một chút lên cái hình bên ngoài này. Rồi, cái lá này mình sẽ kéo ra một chút. Thu nhỏ chiếc lá này lại. Rồi. Với nhu cầu cá nhân của mình thì mình chỉ cần một cột to do list ở trên này thôi. Ở bên dưới này thì mình sẽ thích có một cái lịch của tháng 7. Vì vậy mình sẽ chèn cái lịch vào đây. Và phần to do list thì mình sẽ chuyển lên trên này. Mình sẽ không cần cái ô reminder này. Thì sẽ xóa đi. Mình sẽ chuyển mục to do list lên trên này. Mình sẽ thay nó bằng to do list. Thế này đi. Bây giờ thì mình sẽ chèn thêm một cái lịch vào bên này. Mình sẽ ấn tìm kiếm là July 2023 calendar. Ở đây thì mình sẽ có một số mẫu có lịch ở đây. Mình sẽ chọn một cái mẫu mình ưng ý và chèn một cái lịch vào cái ô trống này. Mình sẽ chọn là thêm trang này. Sau đó xem cái mẫu nào mà mình thích. Mình thấy mẫu này khá là đẹp này. Mình sẽ lấy mẫu này nha. Đầu tiên là mình sẽ quét chọn toàn bộ cái lịch này, ấn Ctrl C trên bàn phím. Quay trở lại trang của mình. Mình sẽ ấn Ctrl V. Và sau đó thì kéo cái lịch vào vị trí phù hợp. Ở đây RAM bị thừa ra một chút này. Mình sẽ kéo nhỏ nó lại. Sao cho nó vừa với khung hình. Ở đây mình đang thấy là cái chữ ở đây nó đang hơi nhỏ. Mình muốn nó to lên một chút. Mình sẽ chọn phần lịch này. Sau đó thì tăng cỡ chữ lên. Đó, mình tăng lên một chút như thế này. Phần chữ bên trên thì mình cũng sẽ ấn cho nó to chữ lên một chút. Mình sẽ copy chữ July 2023 bên dưới này lên bên trên đó nha. Ấn giữ phím Shift. Chọn vào cái phần này. Ấn Ctrl C trên bàn phím. Ctrl V. Rồi, mình sẽ đổi màu chữ sang màu đen để cho dễ nhìn cái đã. Kéo sang bên này. Ở đây mình thấy là mình sẽ đổi những cái chữ này, mình sẽ chỉ để chữ viết tắt thôi. Ví dụ là S là Sunday, Monday sẽ để là M thôi. Tuesday sẽ là M, T. Tương tự như vậy mình sẽ làm cho những chữ còn lại. Mình sẽ xóa phần này đi vậy. Thêm chữ 2023 vào nha. Đó. Mình sẽ để như thế này. Rồi, mình thấy là cái phần lịch của mình được rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ trang trí tiếp với một số yếu tố khác nhé. Mình sẽ vào phần thành phần và chọn là Paper Tone. Rồi, vào phần đồ họa. Mình kéo xuống để tìm một vài cái hình để trang trí tiếp nào. Mình thấy cái hình này khá là xinh này. Khá là hợp màu với cái hình nền của mình. Mình sẽ cắt nhỏ nó lại. Cho nó vào đây. Rồi.
Để cho đồng bộ thì mình sẽ trang trí phần bên này với cái hình này luôn. Đó, được rồi, mình sẽ để như thế này. Rồi, mình sẽ tìm bên này một cái hình để ghi những cái câu nói truyền cảm hứng này. Mình sẽ lên ngay đi. Kéo cho nó vừa với khung này. Kéo cho nó vừa với cái khung bên dưới. Tương đối vừa với cái khung bên dưới. Rồi, sau đó mình sẽ xóa cái khung bên dưới đi. Kéo cái này sang bên. Sau đó thì mình sẽ vào phần văn bản. Chọn phông chữ này đi. Rồi. Mình sẽ để câu nói là "Just keep moving forward". Mình sẽ xóa bỏ những thành phần không cần thiết đi. Just cần chuẩn C chữ này, cần chuẩn V này. Rồi. Just keep moving forward. Mình sẽ cho to chữ này ra một chút. Cho nhỏ cái này lại. Nhỏ chữ này lại. Rồi, từ keep moving thì mình sẽ để một cái kiểu chữ khác đi. Thêm văn bản vào đây. Xóa dòng đi đi. Mình sẽ thay đổi kiểu chữ. Đây, mình sẽ chọn kiểu này. Sau đó thì kéo to ra một chút nữa. Rồi, mình đã tinh chỉnh lại một chút. Mình nghĩ mình sẽ để như thế này đi. Ở phần ô trên cùng thì mình sẽ dùng để nốt lại những ngày đặc biệt trong tháng. Ví dụ như trong tháng 7, ngày sinh nhật của mình là ngày 14. Thì mình sẽ để ô này là ngày 14 nha. À, bên dưới này mình sẽ nốt là "Happy birthday". Như vậy mình đã xong rồi đấy. Ở phần to-do list này thì mình sẽ để trống. Các bạn hoàn toàn có thể thêm những cái phần văn bản vào để ghi lại những phần to-do list mình cần list ra để làm trong tháng. Và bên phần app này thì mình cũng sẽ để trống. Khi mà các bạn lưu cái hình nền này thành hình nền desktop ấy, thì cái ô trống này thì các bạn sẽ để những cái biểu tượng, các cái ứng dụng của bạn vào trong cái phần này. Rồi, bây giờ mình sẽ tải xuống nha. Mình sẽ vào phần chia sẻ. Chọn phần tải xuống. Mình sẽ vẫn giữ định dạng là PNG này và ấn tải xuống. Mình sẽ mở cái hình nền này ra. Đó. Bây giờ thì các bạn chỉ cần setting cái hình nền này thành cái hình nền desktop của bạn và chuyển những cái app các bạn cần vào trong phần này là xong. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách để tạo ra một hình nền máy tính đẹp. Mình sẽ gửi tặng các bạn mẫu này và một số mẫu khác. Các bạn xem ở đường link phía dưới nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Chào tất cả các bạn.